Quý vị thân mến, hiện nay ngành hàng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chiếm thị phần khá lớn tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những ngành hàng có cuộc chạy đua gay gắt nhất giữa các thương hiệu. Từ đó, bắt buộc những doanh nghiệp trong lĩnh vực này phải luôn chú trọng cập nhật những xu hướng mới, sản phẩm hiện đại để thu hút khách hàng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Xuân Nghĩa tìm hiểu chi tiết nhé. Theo thống kê, hiện ngành hàng chăm sóc cá nhân đã có mức tăng trưởng vượt trội 8%, cao hơn so với mức tăng của toàn bộ thị trường FMCG, ngành hàng tiêu dùng nhanh ở châu Á. Trong đó, thị trường làm đẹp cũng đang trên đà tăng trưởng mạnh với sự đa dạng các sản phẩm và chủng loại phù hợp với mọi nhu cầu làm đẹp của người tiêu dùng Việt Nam cũng như châu Á. Quan sát thị trường làm đẹp năm 2023, nhận thấy mọi người ngày càng ưu ái những phương pháp làm đẹp theo tiêu chí tự nhiên và an toàn với sức khỏe. Nắm bắt thực tế trên mà các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực này đã dần chuyển đổi cơ cấu sản phẩm chăm sóc sức khỏe, làm đẹp có nguồn gốc từ thiên nhiên, được sàng lọc kỹ lưỡng nguồn nguyên liệu đầu vào, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, nhằm đảm bảo sự an toàn, bảo vệ môi sinh, phát triển bền vững. Thưa quý vị, có thể nói thị trường các sản phẩm chăm sóc sức khỏe toàn diện hiện đang phát triển khá nhanh và giúp cho chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận được với những sản phẩm mà mình yêu thích. Tuy nhiên thì vấn đề về chất lượng và sự an toàn của những sản phẩm này khiến cho người tiêu dùng vô cùng lo lắng. Và tiêu chí nào để chúng ta có thể lựa chọn được những dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe? Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với anh Nguyễn Việt Lam Điền, quản lý đào tạo sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Oriflame Việt Nam, một trong những đơn vị đang cung cấp những dòng sản phẩm chuyên chăm sóc sức khỏe toàn diện và cả làm đẹp cho thị trường Việt Nam với số lượng lớn và trực tiếp đến với người tiêu dùng. Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về câu chuyện này quý vị nhé. Xin chào anh ạ. Dạ, chào Diễm Loan, xin chào quý vị khán giả. Quý vị khán giả có lẽ cũng đã biết qua thì Oriflame là một đơn vị hoạt động giàu kinh nghiệm với 50 năm trên thị trường, chuyên cung cấp những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và cả làm đẹp. Vậy thì theo như anh, tiêu chí nào để chúng ta có thể lựa chọn được những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp tốt để người tiêu dùng có thể tham khảo ạ? Để lựa chọn được một sản phẩm tốt thì tiêu chí đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đó chính là về chất lượng của sản phẩm. Theo xu hướng hiện nay thì những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên sẽ được yêu thích hơn cả bởi vì tính thân thiện và gần gũi đối với người tiêu dùng. Và ngoài ra thì nếu mà được tiếp thêm sức mạnh của khoa học hiện đại thì sẽ giúp cho những sản phẩm này càng làm tăng thêm hiệu quả trong quá trình chúng ta sử dụng. Yếu tố thứ hai khi chúng ta nói đến cái việc lựa chọn một sản phẩm có chất lượng thì đó chính là về tính khả dụng của sản phẩm. Tính khả dụng của sản phẩm được thể hiện thông qua cách mà chúng ta tiếp cận với sản phẩm có dễ dàng hay không, cách chúng ta sử dụng có đơn giản hay không và có thuận tiện cho chúng ta để chúng ta sử dụng mỗi ngày hay không. Yếu tố thứ ba nhưng cũng không kém phần quan trọng đó chính là về sự an toàn của sản phẩm, do là hạn chế tới mức tối đa những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình chúng ta sử dụng sản phẩm. Như vậy có thể nói là thị trường những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp hiện nay rất đa dạng. Vậy thì Oriflame Việt Nam đã làm gì để tạo nên sự khác biệt của mình so với những thương hiệu khác ạ? Điều để tạo nên cho Oriflame sự khác biệt và cũng giống như là điều để giúp cho Oriflame mang lại dấu ấn đối với lại người tiêu dùng Việt Nam thì đó chính là về triết lý về làm đẹp của Oriflame. Oriflame tin rằng vẻ đẹp từ Thụy Điển, một vẻ đẹp không chỉ xuất phát từ diện mạo bên ngoài mà còn thể hiện xung quanh những cách chúng ta sống, hành động và cảm nhận sẽ là một trong những yếu tố để giúp cho chúng ta có một cái vẻ đẹp tổng hòa từ bên trong. Ông bà ta có cái câu là đẹp từ trong ra ngoài. Chúng ta có đẹp từ bên trong, chúng ta có khỏe từ bên trong thì chúng ta mới thể hiện nó ra bên ngoài thông qua việc là diện mạo của chúng ta nè, sắc vóc của chúng ta, ngoại hình của chúng ta. Đó là lý do vì sao Oriflame luôn mong muốn đưa những sản phẩm giúp nuôi dưỡng từ sâu bên trong cơ thể chúng ta, bổ sung những khoáng chất, những dinh dưỡng cần thiết để giúp cho cơ thể chúng ta luôn được tươi trẻ, khỏe mạnh và nhiều sức sống. Để có thể đạt được điều đó thì Oriflame không chỉ cung cấp những sản phẩm đơn thuần về làm đẹp mà còn là những cái sản phẩm đa dạng chăm sóc cho nhu cầu hàng ngày của tất cả chúng ta luôn, bao gồm những sản phẩm về dưỡng da cũng có nè ha, trang điểm nè, nước hoa nè và những sản phẩm bổ sung dinh dưỡng. Và một trong những giá trị của Oriflame đó chính là những cái nguồn nguyên liệu được mang đến, được chọn lọc vô cùng kỹ lưỡng, nguồn gốc bền vững và thân thiện với môi trường. Kết hợp với đó là đội ngũ nhà khoa học của Oriflame luôn nghiên cứu và phát triển không ngừng về những dòng sản phẩm mới, những công nghệ mới, những cải tiến mới để giúp cho sản phẩm khi đến với tay người tiêu dùng thì đều là những sản phẩm mang lại hiệu quả tối đa, cao nhất và cũng giống như là đảm bảo được về sự an toàn. Chính bởi vì như vậy cho nên khi mà sử dụng những sản phẩm này thì bản thân của Điền cũng rất yên tâm và Điền tin chắc rằng là tất cả các nhà phân phối, những người sử dụng sản phẩm cũng vô cùng yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Có thể nói là thị phần của những dòng sản phẩm chăm sóc cho sức khỏe đang còn khá rộng mở, đúng không ạ? Tuy nhiên thì làm sao để người tiêu dùng đặt niềm tin và lựa chọn sản phẩm lại là một điều không hề dễ dàng.
Thế thì Oriflame Việt Nam đã làm gì mà trong suốt khoảng thời gian rất dài vừa qua, người tiêu dùng vừa đặt niềm tin lại vừa quyết định lựa chọn, và bất kỳ những cái sản phẩm nào của Oriflame đều đã có một cái vị trí, một cái chỗ đứng trong lòng của người tiêu dùng như vậy ạ? Giống như là chị Diễm Loan có nói thì việc đặt được niềm tin của người tiêu dùng là một cái điều không đơn giản. Thì đó cũng chính là lý do vì sao đội ngũ toàn thể các nhân viên của Oriflame luôn luôn cố gắng và nỗ lực không ngừng trong quá trình hoạt động để giúp càng ngày càng đưa ra mắt những sản phẩm chất lượng hơn, hiệu quả hơn và tốt hơn đến với tay của người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì những sản phẩm của Oriflame được kiểm chứng bởi những cái hiệu quả được chứng minh, và kết hợp với đó là những câu chuyện người thật việc thật, thì kết hợp cả ba yếu tố về chất lượng của sản phẩm, về những hiệu quả được chứng minh và những câu chuyện thành công người thật việc thật, thì đó chính là những yếu tố để giúp cho Oriflame có thể đạt được niềm tin của người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam ạ. Bên cạnh việc cung cấp những dòng sản phẩm chuyên chăm sóc sức khỏe và cả làm đẹp cho người tiêu dùng tại Việt Nam, thì Oriflame còn tạo điều kiện mở ra những cơ hội để nhiều người có thể cùng hoạt động kinh doanh và có thể kiếm thêm thu nhập. Xin anh có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này ạ? Thì khi mà chúng ta đã yêu thích một dòng sản phẩm, thì còn điều gì có thể tuyệt vời hơn khi chúng ta có thể được lan tỏa những giá trị của sản phẩm mà chúng ta đang sử dụng, và cũng giống như là chúng ta có thể phát triển được cơ hội kinh doanh và kiếm thêm thu nhập từ những sản phẩm mà chúng ta đang yêu thích. Đó là lý do vì sao Oriflame tạo những cơ hội về việc làm để cho những người khách hàng của Oriflame, những người tiêu dùng có cơ hội được phát triển bản thân mình hơn trong lĩnh vực kinh doanh, và cũng giống như là để thỏa niềm đam mê được lan tỏa, được chia sẻ những giá trị về cái đẹp đến với lại là cộng đồng xung quanh của chúng ta. Bản thân Oriflame tin rằng tất cả những khách hàng của Oriflame thì đều là sứ giả và những đại sứ truyền cảm hứng trong lĩnh vực làm đẹp, trong lĩnh vực thành công và trong lĩnh vực có thể là phát triển bản thân của mình. Ngày hôm nay khi Loan được gặp gỡ và lắng nghe phần chia sẻ từ phía anh Điền, thì Loan có một cái cảm giác rất rõ ràng. Đó là anh kể cho chúng ta nghe câu chuyện về cái việc lựa chọn những cái sản phẩm chăm sóc cho sức khỏe bằng một cái niềm tin yêu rất là lớn. Vậy thì điều gì khiến cho anh yêu thích nhất ở Oriflame Việt Nam? Để nói về cái tình yêu đối với Oriflame Việt Nam, thì thật ra bản thân của Điền là một người đã sử dụng sản phẩm, đã tin vào sản phẩm, cho nên là bản thân mình với cái tình yêu đối với sản phẩm của mình lớn lắm. Và bên cạnh đó thì trong mỗi một ngày làm việc thì Điền được có cơ hội được trải nghiệm, được thử thách và được vượt qua chính mình. Và bên cạnh đó thì mỗi một ngày Điền được lắng nghe những câu chuyện về thành công của rất là nhiều các anh chị, thành công từ nhiều khía cạnh. Đó là một cái nguồn động lực vô cùng to lớn đối với bản thân của Điền, để giúp cho Điền tin rằng việc đồng hành, đi chung cùng với Oriflame là một trong những điều mà giúp cho Điền có thể là phát triển bản thân của mình càng ngày càng tốt hơn nữa. Bây giờ thì Loan đã hiểu lý do vì sao mà khi mà tìm đến với Oriflame thì rất nhiều quý vị có cái cảm giác là thân thiết, dễ dàng tiếp cận, và thậm chí là chúng ta được chia sẻ và cảm thông, là bởi vì chúng ta có những người làm việc trong một cái môi trường vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Và anh Điền ơi, như vậy thì trong tương lai gần, Oriflame Việt Nam sẽ có những định hướng về sự phát triển như thế nào ạ? Về tương lai gần thì Oriflame vẫn tự hào về triết lý vẻ đẹp Thụy Điển của mình, cho nên là Oriflame vẫn mong muốn được lan tỏa và chia sẻ những giá trị và tinh thần làm đẹp của người Thụy Điển đến với tay của người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì đội ngũ của Oriflame sẽ càng ngày càng phát triển hơn trong lĩnh vực nghiên cứu và cho ra mắt những dòng sản phẩm cải tiến hơn, chất lượng hơn và hiệu quả hơn, để giúp cho là người sử dụng càng ngày càng có thêm nhiều trải nghiệm tích cực hơn đối với các sản phẩm của Oriflame, để giúp cho một cộng đồng xã hội của người Việt Nam chúng ta càng ngày càng có thêm nhiều người xinh đẹp hơn, tự tin hơn, rạng rỡ hơn và hoàn thiện bản thân mình tốt hơn. Thì đó chính là một trong những giá trị mà Oriflame mong muốn được đem đến và chia sẻ đến với thị trường, cộng đồng của những người yêu cái đẹp của Việt Nam. Xin được cảm ơn anh Điền rất là nhiều. Ngày hôm nay đã dành thời gian để gặp gỡ và trò chuyện cùng với chương trình. Và quan trọng là anh đã truyền đến cho tất cả những quý vị khán giả theo dõi chương trình ngày hôm nay một cái nguồn cảm hứng về vẻ đẹp sẽ được chăm chút khi chúng ta chọn được những cái sản phẩm chất lượng. Và xin chúc anh sẽ có mỗi ngày làm việc là một ngày có niềm vui và hạnh phúc, để lan tỏa niềm vui này đến với tất cả mọi người. Và cũng mong là Oriflame Việt Nam sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa để chăm sóc tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam. Xin cảm ơn anh. Cảm ơn Diễm Loan. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay.